Ok, thì hai chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hiện nay mình sẽ đến một tựa game mới, đó chính là Fallout 4. Trò này ra cũng lâu rồi, mà hôm nay thì tiện nó giảm giá rẻ quá, mình mua luôn. Và chơi thử thấy nó cũng khá hay chứ, phần đầu cũng khá hay, khá ấn tượng. Và mình thấy đồ họa trong đây nó cực kỳ đẹp. Về cốt truyện thì mình mới thấy nó phần đầu thì nó cũng hơi kịch tính tí, hơi kịch tính mà nó cũng không đến nỗi hay, nhưng mà nó cũng tốt, không có đến nỗi tệ. Và nói chung là thời đợi nó giảm giá ra kiểu này thì mua nó tiện nhiều, chứ mắc quá đối với mình thì cái trò này nó không đáng phải mắc. Ok, có cảm giác như âm thanh nó hơi nhỏ à. Thì mình bắn thử súng trời chờ xíu à. Setting audio mình thích như đây thôi, tại mình thấy sợ mà to quá thì nhiều lúc mà làm ra clip xong thì nó sẽ to. Wow, nên để góc nhìn nào thì có góc nhìn này cho đẹp ha. Thèm thay nó nhỏ quá. Mình thì mới chơi nó có mấy đoạn à, đoạn nhỏ thôi. Cái này là lúc mà cái thằng này nó đi ra khỏi cái trạm trú ẩn rồi, và đã 200 năm kể từ khi mà nó trong cái chỗ đóng băng đó. 200 năm, thằng này nó lúc mà nó vào đây thì nó vào cái trại trú ẩn đó thì cũng đâu cũng năm 1942 bình thường, thấy không? Bây giờ đang là 2287, năm 2287. Mà nói thật là bây giờ mình không biết đi đâu hết. Cái này nó có cho chọn nhân vật nữ hay nhân vật chính để chơi, nữ hay là nam để chơi, nhưng mà mình chọn nam đi. Cái con robot kia rồi, à, nó ở đó rồi hả? Mình có bản đồ nên phải đi đâu cái. Bam. Nghĩ là mình phải đi xuống dưới sâu sâu đây hả? Thôi mình cứ đi thẳng gì. Ok, cứ đi thẳng đi. Mình mới có thêm chó đi theo nữa. Góc nhìn nào thấy nó cũng đẹp. Mình đang để cái đồ họa ở mức cao, chứ không đến Ultra nữa. Để Ultra thì mình sợ nó một số khung cảnh nó sẽ giật. Để vậy nó cứ ổn ổn, mà trên 50 là mình thấy nó ổn quá rồi. Tiếp. Tiếp tục đi thẳng. Thấy không, một số chỗ nó sẽ tụt xuống mà thôi, kệ mình, bởi vì mình mới để hai chứ. Chứ để Ultra mà kiểu đẹp quá thì nó sẽ đôi khi nó sẽ giật, chơi nó không được mượt mà, đang làm clip nữa. Ô, hết hồn. Con này trai dữ ta. Máu vô. Nó ăn con bò. Có thể mình vô nhà này mình đi kiếm đồ thôi. Hết đạn rồi nè.
nó kiểu thuộc dạng thế giới mở mà. Trời này nó gì, không có đồ. Còn gì nữa nè, trời ơi, thôi lấy luôn đi, không biết nó là gì mà cứ lấy. Này là red. Không có gì hết, mình đang cần đạn. Đây là một cái thị trấn nữa à. Wow. Trò này ra 2015 mà mình nhìn cái đồ họa nó kinh khủng, đẹp cực kỳ luôn. Mình thì làm quen tới mấy cái tựa game này nó hơi trễ một tí, mà đại khái thì what the hell, who's that, ai thế? Ấy sao bắn tao? Chạy đi cái thằng này. Sao tự nhiên cái mình, nãy mình ấn chạy cái nó không chịu chạy. Còn máu không? Súng nè. Tách 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 hết. Lấy hết. Lấy không còn cái gì hết. Nó phải cho hiện cái đồ mà mình đang sử dụng đó. Nói chung vô đây trước đi, coi có gì không đây. Wow, con sư vẫn còn bắn lộn. Ơ hay giờ tại vì trong này chuyện đây hết hồn. Bọn họ đang làm gì đó? Qua đây con chó rồi. Ok. Ai bắn mày vậy? Ơi. Bắn mông mị giờ. Có súng khác nha. Nhìn thấy lên kia. Đó hả? Hết mẹ đen rồi. Phải làm sao? Sao mình không có lấy được cái vũ khí kia ra ta?
Để mình coi lại. Control Attack em Ready, Reload, Beat, Stop, Jump, Spring. Không có đủ vũ khí à? Chỉnh 1, 2, 3, 4. Thôi. Đánh cận chiến cũng không được luôn. What the hell? Nhân vật trong đây điều khiển kiểu gì ha? Gì ta, giờ sao? What the hell? Em giật bị gì vậy? À. Hết máu luôn rồi, chắc mình phải đi lại cái chỗ này quá. Lát chỗ này đi. Chẳng hiểu sao tự nhiên cái thôi rồi, đi tới đây là hết đạn. Nhân vật mình tự nhiên cái nó đi chậm lại. Invent. Nắm đấm. Nè, giờ có shotgun này nè, phải là phải làm gì hả? Đây lên bên kia mà. Sao đi chậm thế? À, mình đang để cái lắp cáp lóc. Vãi, đằng này thì lại chết. Rồi, giờ tao hiểu rồi. Là phải ấn vô đây. Ấn vô cái cây này là mới có sọc lên bắn, ok. Giờ tao hiểu rồi. Trong đây còn gì lấy không? Lấy luôn đi đi. Hey. Em bị thương. Cái thằng quỷ kia rồi. Disappearing, Anta. Chết chưa? Lại nữa.
chơi góc nhìn thứ ba nó bất bất lợi mình quá, nó kiểu vô chỗ hẹp á. Bắn nãy giờ bắn không xong. Ok. Go man. Ô lại lộn đường. Giờ mới được. Lấy súng. Thằng này lấy cầm gì á? Lấy, ok. Lấy đạn rồi được rồi. Lầu. First mistake, last mistake. Nào bên đây. Think you can hide? Giỡn, đụng vô chó của anh. Nút. Ok. Này nào đây. Man, I don't know who you Hà are, bạn. But your timing's impeccable. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. God damn it. Chó mình á. Ủa? What the? Con chó mình hả? Dog meat sure did find us some help. Just look at my inventory là có nhiêu đây rồi. Thì mình chỉ xuống lục đi. Súng này lại không có đạn. Trời ơi, súng này. Rồi giờ tao đi đâu mày? À đây, nó chỉ cái gì này, mình phải nói chuyện thằng này. Please, you need to listen to me. Glad to help. Well, if that's true, we could use some more goodwill. As you can see, we're in a bit of a mess here. Who are these people? Just folks looking for a new home, a fresh start. À, những người I've này been đang with cố them since tìm về. Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday, there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June. That's all Mama Murphy. Má, âm thanh. Chưa bao giờ mình thấy cái âm thanh gò nào khó chịu trò này, nó không có phải to mà không phải nhỏ nữa. Nó kiểu kỳ cục sao. On the couch. And this here is Sturgis. Hey. It's so cool. It's a cruel world. You think I don't know that? Nah, the things I've seen. The things I've done. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Better be a good one. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power. Military issue. Nghe không, nhiều lúc mình không có nghe được hết. I like it. Yeah, I thought you might. Protection with an added bonus. Get the suit. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Minigun. Now we're talking. I know, right? Only there's one hitch. The suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again.
but we're a bit stuck. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized lặng đi để mình nghe cái nó nói gì. A high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement, locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. I don't know. We'll see. Well, it's not a no. Look, if you can get to the fusion core, jack it into that power armor, and grab the minigun, then those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Nói chung cái nhiệm vụ của mình là mình đến cái khu quân sự gì á. We need help, and we get a vault dweller. What are you going to do in that stupid jumpsuit? Play to death? Okay, giờ đi nè. Giờ thì. Hết đồ chưa? Đi. Nhảy xuống đây. Sọc kinh ngắn. Không còn gì nữa. Giờ đi mình tiết kiệm máu một tí. Ra ngoài. Nói chung là chắc đi ra ngoài thì mình mới nhấn cái để góc nhìn thứ ba, còn lúc mà bắn lộn chắc góc nhìn thứ nhất quá. Cho nó bắn cho nó cái phản xạ nó nhanh hơn một tí chứ. Bắn ở góc nhìn thứ ba khó chịu quá. Up here. Boss, we got somebody up here. Yo. À, có người có nó ngoài mấy cái thằng. Chó từ từ đi. Sao đông thế? Đẹp. Hey. Mày đợi tao đi. Chết với tao. Chó đâu rồi? Chó này chỉ trâu quá. Trời ơi, chó chỉ trâu quá. Còn nữa hả? Đông vậy? Chạy 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 chạy. Cái tủ này. Hết máu rồi. Bên. Như nhấn G là quán đủ đạn lắm ta.
I'm just kidding. Stop! Chạy ra tao chơi mày luôn. Chém được không? Ờ, có con quái vật gì nữa kìa. Giờ nó đã quánh chừng cái nét tay mình luôn rồi. Đó cái gì? Con đó con gì? Nói chung là không thể chạy đường đó nữa, là chạy đi. Chạy thất thân gì? Tiết kiệm nữa, máu mủng mình cũng không biết kiếm ở đâu nữa. Giờ đi đâu ta? Unlock the secondary key. Ủa, sao nó bắt mình vòng vậy đó? Chắc phải đi qua bên kia hả? Cái cổng đó nó ở đâu ta? Ok. Mày bắt tao mở một cái cổng mà tao không biết cái cổng đó ở đâu á. Đây cái gì không? Nó ghi gì đây? Không có gì. Nè, nó bắt mình mở cái gì bên đây nè. Mà đâu phải. Chó này. Chạy đi nè. Chó của mình thiếu chiến lắm. Chết mẹ. What the hell? Đi xuống cái cổng này, nó chùi đầy lên đúng không? Hiền. Cái cổng này nè. Yêu quá, chuyển sọc gần đi. Cái khu này mình thấy cái... Nếu như con đó nó xuống từ đây thì nó lên từ đây thì mình nghĩ trong đây phải có cái gì chứ. Đó là gì? What the hell, what the hell, what the hell?
thơ thi. Chuột hả? Thôi phải chuột. Something here. Ôi, ừ, mày chạy lên nhanh thế. Hết mẹ đen rồi. Xuống gì đây? Nạp đạn kiểu gì? Nó xuống dị quá. Thôi cầm súng này đi. Đít có gì hết. Ê, gì đây? Cái túi. Đấy. Ok. Súng này mới có đạn chưa ta? Hết đạn luôn. Cầm này đi. Sao vậy ta? À có đường trên đây nữa. Đây đây đây, có đường đi nè. Gì đây? Nước. Ê, nước này bị nhiễm độc mà, uống gì trời. Trò thấy thú vị ha. Để làm tiếp xong rồi sau đó mình sẽ mấy ngày sau này mình sẽ ráng mình phá đảo luôn thử game này coi nó như thế nào. Ấy, mình đi lên lại ơi. Bắn cái con kia nãy giờ chưa xong nữa. Cắn đó, đúng rồi. Nhưng không phải máu mà. Đó cái gì? Mấy này bắn dở quá. Cái con này mạnh lắm. Ơ à. Hết đạn. Cháy. Nguy đâu rồi?
Súng này biết bắn có nó có bị gì không đó. Nó có bị gì với cái thấy đất ăn thua gì hết á. Bắn lựu đạn ta. Thử nút G coi. T cũng được. Nó bị kẹt rồi. Nó bị kẹt rồi. Giết cái con này luôn. Chưa chết nè. Dễ sợ luôn, chơi cái này đi. Cái gì gãy ngứa với nó vậy đi. Ok, thì lý trải nghiệm game của mình chắc tới đây hay ha. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.